Đố ông câu này nè. Con cóc nó có thay da không? Đó, cái câu này mới gọi là câu mà gọi là xuất sắc nhất năm á. Nguyên một năm nay có một câu hỏi này là tuyệt đối tôi nghĩ ông là không bao giờ trả lời được. Con cóc có thay da không? Thay da không? Đó. Thường thường mà thay da chỉ có là gì? Loài giáp xác là một là đúng không? Loài xác. Giáp xác. Giáp bò xác. Tôm nó cũng lột da vậy. Tôm nó cũng bò dưới đất mà. Cua nó cũng lột da. Nó cũng bò dưới đất. Ta gọi là giáp xác. À rồi, rồi ok. Bò xác là anh nói rồi, là bò xác. Cóc. Còn cóc á có lột da không? 90% mọi người sẽ kêu là không. Hiểu không? Thì có không? Theo em là cóc nó lột da. Mà cóc lột da mình không bao giờ mình thấy được. Cái da nó đâu? Mỗi lần lột da nó phải có da chứ đúng không? Cóc nó lột da là lấy cái chân nó khười. Khi mà nó lột da xong á, nó sẽ ăn cái da của nó. Nó tự nuốt hả? Nó tự nuốt luôn da của nó. Cái chỉ có hàng hiếm lắm mình mới gặp, lâu lâu mình mới gặp thôi. Lúc mà em hay đi rừng á, 2 năm trước em còn đi rừng á, em vô tình em thấy một cái lớp da cóc, là cóc đang lột và nó đang ăn một lớp da. Lúc đầu em tưởng nó là nó đang ăn đồng loại, nhưng không ngờ đó đâu. Mình nếu mình nhìn kỹ lại, nó đang ăn lớp da của nó. Đó. Rồi anh để ý nè, anh để ý cứ những con cóc, lâu lâu có những con cóc mà có những cái mũ mũ nó sùi sùi trên cái mũ cóc, nó sùi 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 mũ đục lên đó. Em chắc cú là anh không thấy cóc lột da, nhưng mà anh phải thấy con cóc nó xì xì mũ lên trên lưng đó. Thấy đó là lúc đó là nó mới vừa lột da xong á, nó mới xì mũ như vậy đó. Vậy là có cóc có lột da đúng không? Có lột da. Trả lời đúng câu hỏi của anh là bây giờ là cóc có lột da, nhưng mà hàng hiếm mới thấy được, rất khó thấy được, chỉ là mình vô tình thấy được thôi. Rồi chưa xong và chưa? Dấu hiệu của cóc lột da là lưng nó sùi sùi mũ lên là dấu hiệu nó mới lột da. Em xong câu hỏi. Từ cái con cóc đó tôi mới dẫn vô câu chuyện gọi là để nói. Sao vậy? Cóc nó hay vô nhà. Đó. Mà nó vô nhà là nó chui những cái gầm gọi là gầm nằm sát dưới mặt đất phải không? Nó vừa rút vô cái người nó vô thôi. Nó vô trong đó là nó ỉ á, nó ỉ gọi mình nói ỉ cho nó thật sự đúng không? Nó ỉ, tôi nói ông là bấy nhảy luôn vô đó luôn. Vậy em cũng trả lời câu hỏi của anh là tập tính của loài cóc là cóc nằm ở đâu là nằm im một chỗ. Đó. Cóc nằm đâu nó không di chuyển nhiều, nó dù đi đâu hay đi đâu nó cũng vô chỗ đó nó nằm. Nó là tập tính của con cóc. Làm sao đuổi nó ra được? Đúng. Ở nhà đó, cái câu hỏi là chủ yếu là đó. Và tập tính của cóc là tóc cóc nó không biết lau chùi vệ sinh mà đi vệ sinh, là cóc là ăn đâu là ỉa đó luôn. Đúng rồi. Là cái mục đích của con cóc là con cóc nó thích cái mùi phân của nó. Tại vì cái mùi phân của con cóc nó có một cái mùi hương rất là đặc biệt, chỉ có con cóc nó mới thích thôi. Cho nên nó ỉa chỗ này là nó nằm ngay chỗ này luôn. À, ông nói gì riết tôi thấy nó cũng vô thì của người ta nói là gì, đầu gối thì thơm mà của ấy thì là thúi đó, nhưng mà đối đó là thơm, nó mới nó gần đó đó. Bây giờ rồi, cái nội dung của nội dung là làm sao cái tao đuổi nó khỏi nhà, đuổi cho con khỏi nhà. Nếu anh kiếm được một con cóc, em sẽ giúp cho anh đuổi một con cóc ra khỏi nhà. Trời mưa khó kiếm bà đi trong một cái đầy gà phải không? Em thấy một đống trong đó luôn á. Để tôi ra tao bắt. Nếu bắt được không, nếu không bắt được thì em nói cho nghe. Ông nói luôn đi, giờ mà bắt kỳ lắm. Để đơn giản là nếu mà muốn đuổi cóc ra khỏi nhà đó là đơn giản, cóc nó kỵ nhất là dầu DO hoặc là dầu vôn hoặc là dầu chạy máy, nói chung là ba câu đó là thành một từ. Là dầu chạy máy. Dầu chạy máy, dầu DO hay dầu GO. Là dầu mình chạy xe tải đúng không? Bỏ xe tải chạy đúng không? Mọi người cứ ra ngoài tiệm xăng á, kêu cứ bán cho tôi 1 lít dầu DO hay dầu chạy máy á, đó là cái dầu đó, mọi người đừng có hỏi thêm nữa. Đó là dầu chạy máy, dầu DO. Chỉ cần mình rảy vô cái chỗ đó là nó kỵ nó tới nè. Cốc ngủ chỗ nào thì anh chỉ cần anh xịt hay là anh rải hay là anh tạt lên cái khúc đó là cốc sẽ bỏ đi không ở chỗ đó. Đó, cốc nó kỵ dầu DO. Xong câu trả lời của anh. Rồi, nhưng mà nội dung ngày hôm nay là tôi chỉ có nhiêu đó thôi. Chỉ hỏi vậy thôi hả? Hả? Hỏi vậy thôi. Nếu không tin á, mọi người cứ làm thử đi. Cóc sẽ đi ra khỏi nhà. Để tôi tìm vô chỗ đó tôi tìm còn nó thì và nha. Mọi người cứ để ý con cóc nào đang sùi sùi trên lưng á là đang lột da, cóc có lột da nó ăn luôn da luôn. Đó vậy thôi. Đây là câu trả lời của tôi, 2 câu trả lời. Mọi người còn có câu trả lời nào nữa, câu hỏi nữa thì bình luận ở dưới nha. Tôi sẽ giải đáp hết tất cả câu trả lời mọi người nha.